Sao mà nó lâu vô ngang cái mụn này không? Mẹ với tao kiếm cái dao rồi chặt nha. Được không? Trời. Chết rồi. Cô ơi. Cô à. Cô ơi. Cả nhà con Tú vô lại quyết định hai cô cháu vô, nếu mà công nhận hai thằng bị vợ cái gian là hai thằng cũng là dạng dạng như là đi săn ma, cũng như là nhưng mà săn săn ma kêu gạo cội ma săn luôn, quá tung khiếp. Hai bọn giờ hai cô cháu ngồi ngoài này có khoảng nửa tiếng gì ha. Ừ, ngồi mà hết mồ hôi luôn, khô mồ hôi mới dám đậu lại luôn. Tú nhìn xuống dưới nè, bầu trời nè. Nhìn xuống dưới kìa, nè. Bầu trời kìa. Nhìn dưới phía dưới. Nè hả? Thấy không, bầu trời thấy ngộ không? Có nguyên dịch sáng trắng đó. Ừ. Y như mưa vậy cả nha. Mà đâu mưa, sao không mưa vậy? Trời này mà mưa gì, mưa sương thôi. Hay là sương mù á. Sương mù á. Hồi nãy đứng cái nặng đó trời. Ừ, trên đọt cây vậy luôn á. Nãy con màu trắng đúng cái nạn cây đó. Ừ. Mệt tắt thở luôn kìa. Ủa nó cái bọc ở đâu ta? Không nhớ cái bọc ở đâu luôn á. Tao hết biết luôn rồi. Tao dép tao không có luôn. Ê mày cầm tao, tao kiếm cái dép rồi. Nè đi vô không nãy giờ. Gai đâm còn không biết đau luôn. Tao hồi gì yeah. Thấy gì thôi. Ủa gì đâu, thấy chưa? Chưa, cái cây này nữa nè. Đi đi. Đi. Đi nè. Ơi trời. Sao cái gì, sao lưng gì? Có thấy gì đâu. Phải. Không. Ở đâu rồi? Trời. Gì? Sao thấy gì đâu? Đâu qua sau lưng tôi trồng cái thòng lọng như cổ tôi nghịch lại lông ra được. Tự nói nãy giờ với mày. Mà tại sao tao với mày? Ê! Nó ở trên này. Đang nhụn lên á. Đi chậm. Không thấy chiếc dép luôn, cẩn thận nghe. Nó đang đi theo ông kia, nó chọc cái thằng lọng cổ tôi. Đỡ hỏng lắm luôn. Mình nói sao, ủa này sao nó không đi theo mình mà nó đứng hoài. Im lặng như hịch lúc đầu. Dù im lặng này sợ lắm. Dép mất tiêu dép luôn rồi.
Làm gì đâu? Làm gì lụi lụi vậy? Gì? Làm gì lụi 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 vậy? Không biết nữa, hai giờ cẳng tôi vậy nó cũng chân đi không nói. Gì? Ê! Dép tao đóng tiêu trận. Ê! Gì? Lửa, lửa đâu qua vậy? Không biết. Lửa đâu bay qua? Kìa kìa còn dính nữa kìa thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Dép tao đâu? Ở cái túi này cái gì nè? Dép ở đâu? Ở trong đó kìa, trong đó kìa, trong đó tôi lấy giùm mày. Cái gì? Đây nè, trong này nè. Mày nè. Hồi nãy giờ để đi. À, bây giờ hai mình lại đốt. Đốt cái công viên lộng. Ê! Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mong rằng là được không? Được không? Được không? Ổn không? Được không Tú? Được không mà tao tiếp mày. Gì vậy? Gì vậy? Được không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ngồi nóc nhà kìa. Tự nóc nhà nè. Ngồi nóc màu nhà màu. Ngồi nóc nhà màu. Ở đây mình không biết là chân hơi dài hay là do cái tà áo của vong linh này. Tự nóc nhà thả rắc. Nóc nhà thả dưới. Gió phơ nữa. Môi Phật thì đâu có gió đâu mà. Thì bà ơi thì tụi con ở đây không có ý mạo phạm gì hết á. Thì cô chủ yếu để mày quay hướng đó tao quay hướng này. Mày đây mày niệm mày đi với hướng bển tao đi hướng này, đẩy nó ra rằng mình đi vô trong mình đốt một giây. Được, được không? Được. Đứng từ từ nha, niệm đi tới. Bông bay rồi. Tụi ơi. Đi đâu lúc gọi gì? Không biết tôi nhắm mắt tôi đi tới hoài. Chứ giờ mà không đủ với họ đi á. Nãy tôi niệm nó bay đi rồi giờ nó ngồi nữa. Sao vậy? Gì đúng? Chú ơi. Được không? Được. Được không? Được không? Đâu rồi? Chú ơi. Ôi trời. Ôi Tú. Cái trận ơi trận. Trong mình đã lâu vô nghe cái mụn này không? Mẹ với tao kiếm cái dao rồi chặt nha. Được không?
Giá nào hôm nay con lợn đốt cái công viên nó bằng được á. Không không cho lại gần được cái cọng dây đó rồi. Chi là giúp được cô gái đi rồi nhưng mà đứng bên đó kìa, đứng bên đó. Thấy gì? Sao đó? Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi. Con cầu kháng tất cả những hương linh vong hồn trên mảnh đất hiện tiền. Dù sao đi nữa thì con đến đây cũng là cái lòng thành tâm và mong cầu được phước báo gửi đến những vong linh quang hồn ở trên mảnh đất hiện tiền này. Con cầu mong á đức ơn trên phù hộ gia trì cho vong linh để sớm ngày con cầu mong á ơn trên gia hộ để sớm ngày hương linh. Gì gì Tú? Tú ơi, Tú à, Tú, Tú ơi, Tú ơi, mày đâu rồi? Gì trời, Tú, mày đâu rồi? Tú ơi. Tú à, cái đồ ỉ mày đâu? Nó đâu? Tú, Tú, Tú ơi, Tú ơi, chết trời. Chết. Nó mổ gì vậy? Nó mổ phân. Thằng chú bị sinh, thằng chú bị mổ. Nó không mổ. Nó mổ gì vậy? Tú ơi. Sao cứng vậy? Cái gì cứ ngắt trong này.
chờ cái gì? Bà con kia. Cô chào. Cô chào. Ta thở. Đi nói không, gắng đi, gắng đi quẩn này. Được, gắng đi, gắng đi rồi tính. Nói không? Không. Ây da. Mệt. Quá mệt rồi cả nhà. Quả đấu cùng dây nó không được. Đi tắt con luôn, tắt luôn. Đầu cống. Ờ, quên nữa. Chẳng lẽ không cho mình lấy sao? Ê! Đâu hả? Không biết. Ê, mà dường như nãy niệm Phật xong lấy cục, cái cục gạch mà mộ xây rồi á, tao tính đập nó sợ á. Dạ. Yeah. Nãy thấy không, tao cầm cục gạch mà gạch rồi cái mộ cũ á. Đúng không? Mình niệm không sợ mà, nó sợ cục gạch đó hay gì phải á. Thôi nữa rồi. Đây, đi đây nè. Cái gì? Ráng Tú ơi. Ráng niệm Phật đi, ráng niệm chú đi. Thank you.
tự nhiên mỗi lần mà nó gần mình là cứng người chứ. Ông lại cái tay chân mình cứng ngắc, nói chung là chắp tay niệm không mặt luôn luôn, mạnh hơn cái phong đỏ kia rất là nhiều, mà phong đỏ nhắc mới đến nhớ dường như là hôm nay không thấy luôn. Ông đỏ cái sừng hả? Ừ, đỏ cái một sừng có hai con mà giữ quá sao lại, chắc có thể giống như họ giữ quá hoặc là con biểu thấy bị ăn rồi hoặc là bị nhốt hoặc là nói chung có cái điều gió với cái phong kia rồi. Đi 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 đường này luôn hả? Đi này luôn nha. Cầm đi đường nào vậy? Đi tắt cái này đi. Ok ok. Ơi. Trời ơi trời, đứng chặn bển rồi. Không có đường nào. Đi này, chạy đây lắm. Ông lại phân thân như thế nào biến chặn đường thì sao vô đi đi vòng lại cái nữa không lại 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 trời ơi trời đi đâu. Không được rồi. Mệt. Bây giờ hai thằng mình đốt thằng ba cái nhang đi tính. Giờ ba hai mình đem thẳng rẳng luôn, đi rẳng luôn. Ủa? Gì? Vô ở trong cây kìa. Thì sao? Hai mình đi đắng đắng luôn á chồng. Này đốt thêm ba cây nữa đi. Giờ mình đi đắng thẳng luôn. Máy gục xuống hết trơn. Giờ chia ra đi. Mà sao cái tiếng của quỷ đói thì nghe. Cái tiếng này là của con quỷ để một sừng. Dạ yeah. Đúng rồi. Mà nó nghe cái tiếng này nó sợ lắm nè. Sao nó không xuất hiện ta? Nó sợ cái tiếng xe cấp cứu. Ừ. Giờ nó chết mình cấp cứu rồi. Không biết hiểu không sao. Đất lai nhân dịch ở đây thì hôm nay con đến đây con phát nguyện có thể đốt đi sợi dây ăn quán giữa cô gái và người đã làm hại cô. Ở đây thì có vương quỷ này đang cản trở chúng con làm những điều thiện. Con mong chư vị đất đai thần thổ địa ở đây gia trì giúp đỡ cho tụi con có thể thực hiện được nghi thức này để sớm hóa giải những cái hận thù giữa cô gái và người ở tiền kiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Tắt một cây. Mày nghe, tao yếu hơn rồi đó. Tao bị tắt một cây. Mắc cái gì? Đâu rồi? Đi rồi, đi rồi. Mà chống lại này, mà chống rồi, chỉ chống được làm tắt được một cái hương thôi. Nhưng mà tắt hết ba cây rồi, giặt ngược lên mình á. Nè, cầm sáu cây, tao cầm máy lại.
Gì? Mũi trắng. Ủa? Hoài. Nó qua đây nè. Mình đi qua đó được rồi. Không sao. Mình giữ cái máy này đi. Bây giờ làm sao lên tránh đốt nè. Sao sao đốt được? Đốt được mà tôi đốt cỡ nào đốt cũng không. Không ấy tao leo cho mày, cầm máy tao leo cho. Đây tôi nhúng vô cái đít không. Nam mô A Di Đà Phật. Được không? Được không? Ơi được rồi. Sao dễ vậy? Vậy mà treo mình tàu tan đó chứ. Làm như cô kia được giúp rồi á. Hả? Cô kia được giúp rồi, giống như cái quăng. Cô cũng buông bỏ rồi, hiểu không? Ừ. Mất cái một rồi, mà nó treo bình tòng tan không đứt. Vậy mới ghê. Bởi nói có những điều không thể lý giải bằng lời nói được chị. Tiếng gì? Tiếng như con gì vậy? Thôi giờ bây giờ thôi. Như vậy là cũng ấy rồi, mình cúng sao? Cúng đi. Ủa? Bông đồ mày cầm á? Có. Ủa? Rồi đâu? Nè không cầm nữa, không cầm mà. Nhớ nữa không cầm mà. Cái gì? Ủa? Tao đâu cầm đâu, tao đi lại tôi nhớ. Cái gì? Cái gì? Nó giấu hay gì rồi? Đằng kia kìa, đằng kia kìa. Cái mặt không đó. Mà sao nãy giờ đi tới luôn thấy? Giấu rõ ràng. Che mắt mình. Coi chừng trong máy thấy gì. Mình thấy. Đúng không? Trong máy thấy. Giờ cúng hướng nào nè. Đúng. Cái gì? Cúng hướng nào? Gì? Cúng hướng nào giờ? Biết đâu cúng chỗ nào mà dễ cúng thì cúng. Ở đây trống, hoặc là bên đây trống hơn nè. Giữa gốc cây đi. Giữa gốc cây đó, hay là bên đây quay qua nè. Ừ. Ok. Cái gì? Một con gốc nè, ông mày đặt máy xuống đi. Có gì không mày? Không có gì đâu. Sao thấy lạ lạ vậy? Mày cái gốc gặm nghe. Hả? Gốc gặm luôn nha. Sao không được? Gốc gặm tối lại. Sao mấy gốc gặm được ta? Ngày chỗ này mà đốt được con dây đó. Không gốc dây thôi chứ không gặm được. Ai? Tôi về lại bé. Nó có gì chỉnh đèn sáng lên. Không, cái máy không có gốc đó rồi, nó gốc gặm nó không được. Chỉnh đèn sáng lên á, ý là có nghĩa là có nếu mà tối quá. Thôi vậy được rồi. Chỉnh cái máy lại đi, mà quay xuống dưới đất quá nhiều. Rồi, cúng đi. Đau tay quá. Hơ mệt. Khăn nước quá, khăn nước rồi. Ý, còn có đem nước theo cúng không ta? Hình như có. Hình như có, tao có mua. Bánh. Mình cày con cây này. Ừ, ủa. Rồi nước vô hết rồi. À, có nước, bởi tôi nhớ có.
Cái này nãy tao đem nó luôn đi. Ừ, cắm luôn. Nay còn tiền cái đóng nè. Đây. Gì? Cái chung giờ đèn cài nữa. Đúng không? Cái đó nó đốt luôn. Sao tự nhiên cái tay chuyển gung vậy ta? Ừ. Hay là mình mệt? Không biết luôn, chắc mệt. Tại chị nó muốn ấy không ta nhỉ? Đây. Đứng nhìn mình kìa. Giờ đang cúng. Người ta cúng kiến cho. Đến cúng kiến cho mà làm quá trời làm. À, công dây đó mình đốt được rồi cũng mừng nè. Không lỡ thì cúng hết luôn. Chàng không biết. Chàng luôn. Bánh này cũng đông. Cái gì á, bị giấy rồi, bể rồi. Coi ăn để tôi kiếm. Để tiền ra phía trước đi, cúng đây đi. Ừ? Để tiền ra phía trước đi, để đổ cúng đây. Ôi Phật. Ủa sao bánh hai ba bọn gì đen ba bánh nữa nè. Để nó cắt bột này vô. Ừ. Cắt bột này nào. Ngoài đi. Nào được. Ngoài đi. Ngoài đi. Nào được. Nào cũng bánh không mà. Bánh ngon mà dở vậy mà. Đang cậy nó đốt không đốt rồi. Đang cậy này đốt gió tắt chịu nổi. Đang cậy này. Mà chỗ nào nó dính. Mua là mua lầm này chứ không mua đang cậy này đâu. Chứ đâu chỗ nào chịu nổi đâu. Bởi vì có đang cậy này mới đốt được thôi. Ủa? Nhàn đâu? Quên nó, vô xàm. Nhà này nãy. Lúc nãy. Thì hôm nay á thì tụi con đến đây á, thì trước sau thì cũng như một là không có ý mà phạm vong đâu, chỉ yếu đến đi giúp vong thôi. Nó thì hôm nay giờ này hai cô cháu đang bày một cái mâm cúng đây. Thì ông bà quan hỷ thì đến đây hưởng đi. Mong muốn điều gì đó thì đến đây. Không biết ăn được hay không thì cứ đến đi. Tại vì chúng tôi cúng sẵn ở đây hết rồi. Ăn được là hưởng. Vậy đó. Nói chung thì chủ yếu là đến thỏa cái lòng ham muốn họ thôi. Ừ, chứ ăn uống gì đâu. Chứ mà dạng đói mà ăn như mình chắc bao nhiêu cho đủ. Cái gì không đủ đâu. Bởi vì cái bọc kia nữa. Bánh mì nhỏ. Mô như Phật cũng giấy ra đai dân chặt đây, thằng đây. Thì hôm nay con đến đây thì cũng chỉ yếu đi giúp hương linh thôi, chứ không có ý hại gì hết á. Cũng mong là hương linh hoan hỷ và hiểu được cái tâm của hai cô cháu á. Thì đến đây hưởng đồ cúng kiến để mà có cái để ấm lòng. Thì mong linh hưởng được và hiểu được và để mà bớt đi cái tánh dữ của mình để có cơ hội để mà siêu sinh siêu thoát để tự giải cứu bản thân. Mô với tụi Phật. Vậy sao mình đi sao là sao mình đi ra ngoài hay sao à biết ra ngoài gì đi ra ngoài cho họ tự hưởng đi chứ ngồi đây cho họ đến đây không giúp mình nữa đó họ hưởng được họ tưởng mình canh đó thì cái dạng giống như họ muốn đuổi mình đi ấy gì trời. Vậy đi. Thì con để mít ở đây. Thì con để mít ở đây thì lánh mặt xíu đi. Thì con lên hưởng đi. Đi đâu vậy? Ở đây sợ nó hứng cho mình. Đi đâu quá yên. Không, mình cúng đây là họ thấy đến đây à. Giờ mình nói về tấm kia. Ừ. Rồi cái bọc đi chứ. Lấy họ đây em hưởng bọc luôn ạ.
Thì ông bà cô chú ơi, nãy giờ con ra ngoài thì không biết trong này là vong linh có đến hưởng hay không. Ủa này mình nãy ông xé ra không? Đúng rồi, xé đó. Chứ đâu ra. Tưởng nó xé năng chứ. Xé năng cái gì không gì luôn. Nói chung dấu hiệu gì thấy có bình thường. Gì? Đúng với tình nhạc. Đốt hai cái hình nhân thứ mạng chút nha. Đốt luôn. Má cả làm gì tới tôi, má này cái gì. À, cái nào? Đốt con cháy rồi chạy. Đâu rồi? Còn đó không? Đâu rồi? Ê! Cốt! Đâu rồi? Cô Phương không? Cô ơi! Ê! Ê! Cung ơi! Ây da! Cung ơi! Trời trời! Cung ơi! Trời 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 trời! Chết rồi! Chết rồi! Cô ơi! Cô à! Cô ơi! Cô ơi! Cô! Chết luôn. Con quỷ ngồi trên cổ, quấn cổ, ngồi trên cổ luôn. Hồi nãy là có, tao thấy tao đặt camera xuống có cái gì xiết ra ổng luôn. Người tao không biết gì luôn. Nhưng mà tao nhớ tao có niệm Phật liên tục niệm Phật. Mà cầu gì? Nhưng mà cái là tôi thấy ông hỏi sao rồi, cái âm gu này tôi hỏi. Tôi hỏi thì cái cam thì nó bay lên. Đói người rút lui đi. À, chết rồi, đồ cúng đằng kia. Gì? Cái gì? Quỷ đỏ nhỏ nó ngồi nó bốc lên nó làm gì á. Ăn hả? Ừ mà nãy giờ mới thấy, tao mới thấy nè. Ủa sao anh chảnh chưa rồi? Chưa có đồ đâu. Tao về luôn đi. Ủa cái mít tao vậy? Mới rồi. Còn cái miếng chạy đâu? Nè. Đây đâu trên dưới xuống. Ủa. Còn cái miếng chạy đâu? Cái đèn nó cam nha. Rồi sao vậy? Chơi cam dữ trời. Gì?
Rồi sao vậy? Cái... Ê! Ê! Mà sao bọc đồ đó? Đi về về, mời tôi lên kiếm chứ sao vậy? Bỏ đi tôi. Đi. Đi về cả nhà. Mời lên kiếm sáng rồi kiếm. Bây giờ không có. Không biết đường đâu mà kiếm này. Bà của chú ơi, cháu lên đây, hai cô cháu con lên về luôn nha. Cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà. Đi.